Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình thị xã Mường Lây. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Mường Lây quan tâm đào tạo nguồn cán bộ trẻ kế cận. Mường Lây quan tâm chăm lo cho người khuyết tật. Thưa quý vị và các bạn, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Lời căn dặn đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thấy cán bộ có vai trò quyết định mọi thành bại của cách mạng. Trong những năm qua, cấp ủy các cấp ở thị xã Mường Lây luôn chú trọng thực hiện quy hoạch, đào tạo cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ. Coi đây là giải pháp cơ bản để đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Thị ủy Mường Lây đã cụ thể hóa các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, ban hành quy định về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một cách đồng bộ. Quy hoạch cán bộ được thực hiện đồng bộ, mở rộng dân chủ trong giới thiệu nguồn, quy hoạch ở cấp dưới là cơ sở cho quy hoạch ở cấp trên, cơ bản đảm bảo số lượng, cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số, có tính kế thừa, phát triển, từng bước nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn cán bộ đưa vào quy hoạch, đảm bảo nguồn cán bộ cho các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp trước mắt và lâu dài. Nhờ làm tốt công tác quy hoạch đã cơ bản tạo được sự chủ động trong công tác cán bộ, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được quan tâm. 5 năm qua, Ban Thường vụ Thị ủy đã cử đi đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho 100 lượt cán bộ, đào tạo trình độ, lý luận chính trị 117 lượt cán bộ, bồi dưỡng 217 lượt cán bộ đúng thành phần, đảm bảo nguồn kế cận. Hàng năm thì Ban Thường vụ Thị ủy thị xã Mường Lây đã xây dựng cái kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đối với lại cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực để đưa đi cử đi đào tạo bồi dưỡng, và căn cứ vào cái quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 thì Ban Thường vụ Thị ủy đã rà soát đối với các đồng chí diện quy hoạch để cử đi đào tạo bồi dưỡng theo đúng cái kế hoạch đã đề ra hàng năm. Thì Ban Thường vụ Thị ủy đã cử các đồng chí đi học về trình độ chuyên môn và trình độ lý luận. Song song với công tác quy hoạch, các chi đảng bộ trực thuộc đảng bộ thị xã cũng chú trọng làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm giúp cho quy hoạch đảm bảo điều kiện cần và đủ để thực hiện. Chú trọng tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức có cơ hội học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đào tạo đại học ở những ngành, lĩnh vực còn thiếu, phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển của địa phương. Đến nay, tỷ lệ cán bộ công chức có trình độ đại học ở xã Lây Nưa đã đạt 70%. Chúng tôi xác định rằng là công tác cán bộ là khâu then chốt và rất là quan trọng. Thì do đó là ngay từ đầu năm là chúng tôi cũng đã cho anh em là đăng ký đi đào tạo bồi dưỡng. Thì đến nay báo cáo các đồng chí là đối với cán bộ công chức của xã Lây Nưa thì 100% là có trình độ chuyên môn là từ trung cấp trở lên, và trong đó là đến chiếm 70% là trình độ đại học. Thì chúng tôi xác định rằng là đối với đội ngũ cán bộ kế cận đấy thì chúng tôi tiến hành là rà soát đánh giá hàng năm, và sau đó là chúng tôi đã lựa chọn những cán bộ trẻ có năng lực, có trình độ để đưa vào quy hoạch bổ sung trong hàng năm để tiến tới là đảm bảo các bước là thực hiện đội ngũ kế cận đảm bảo về năng lực, uy tín và có trách nhiệm dám nghĩ dám làm. Chú trọng trong khâu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận giúp đội ngũ cán bộ vững vàng về tư tưởng chính trị, trong sáng về đạo đức, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, đồng thời cũng thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ từ thị xã đến cơ sở và phù hợp tình hình thực tiễn của từng cấp, từng ngành. Phòng giáo dục đào tạo thị xã Mường Lây thì rất quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ nói chung và đặc biệt là công tác
quy hoạch cán bộ quản lý. Thì để có cái nguồn cán bộ kế cận thì chúng tôi hàng năm thì chỉ đạo các đơn vị trường học là thực hiện tốt cái việc quy hoạch cán bộ quản lý từ cấp trường cho đến cấp phòng để trình tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong việc thực hiện cái quy hoạch cái nguồn kế cận. Bên cạnh đó thì chúng tôi rất là quan tâm đến cái việc mà lãnh đạo chỉ đạo cái việc xây dựng cái kế hoạch đào tạo bồi dưỡng để nâng cao cái trình độ chuẩn về trình độ chuyên môn cũng như là các cái nghiệp vụ rồi là lý luận chính trị rồi vân vân để có thể có cái nguồn kế cận kịp thời khi có những biến động về nhân sự. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Thị ủy Mường Lay sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải nâng cao trách nhiệm, triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ và tạo môi trường, điều kiện để xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ. Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, xem xét lựa chọn nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch là những cán bộ trẻ có triển vọng để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kế cận. Thực hiện tốt việc gắn quy hoạch cán bộ với các khâu khác trong công tác cán bộ, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đẩy mạnh tạo nguồn cán bộ trẻ có triển vọng để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lớp cán bộ kế cận cho những năm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, bảo vệ, chăm sóc và tạo điều kiện cho người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống là một trong những chính sách an sinh xã hội được ưu tiên đặc biệt tại thị xã Mường Lay. Từ những chương trình, việc làm trợ giúp thiết thực, ý nghĩa của cấp ủy, chính quyền địa phương đến các tổ chức, đoàn thể, cá nhân, nhà hảo tâm trên địa bàn đã đem lại sức mạnh và niềm tin giúp cho người khuyết tật có nghị lực vượt qua khó khăn, từng bước hòa nhập cộng đồng, vươn lên ổn định cuộc sống. Theo thống kê trên địa bàn thị xã, có 132 đối tượng người khuyết tật đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trong đó có 63 đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng, 69 trường hợp khuyết tật nặng. Nhiều trường hợp người khuyết tật trên địa bàn bị mắc đa tật nên gặp vất vả, cản trở, khó khăn trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày. Đa số người khuyết tật đều chủ yếu sống dựa vào người thân, gia đình và cộng đồng xã hội. Chị Lò Thị Tỉnh ở bản Nậm Càn, phường Na Lay có con trai năm nay đã hơn 30 tuổi nhưng khuôn mặt thì ngờ nghệch như một cậu bé bị thiểu năng trí tuệ. Sinh ra không bình thường như bao đứa trẻ khác, cơ thể bụ bẫm nhưng hệ xương của cậu bé Lò Văn Hơn thì mềm oặt, có thể uốn cong các ngón tay một cách dễ dàng. Lên 3 tuổi, chị Lò Thị Tỉnh mới phát hiện con trai mình không bình thường nên đưa con đi khám thì phát hiện bị khuyết tật trí tuệ và không thể chữa trị. Không biết làm việc gì, hàng ngày Lò Văn Hơn vẫn chậm chạp, khờ khạo quanh quẩn ở nhà. Hàng tháng vẫn được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội theo Nghị định 136 của Chính phủ dành cho người khuyết tật. Sau khi sinh là chân tay nó mềm mại, nó không cứng cáp. Các cái khuỷu tay nó gớp nó thoải mái, nó mềm mại. Với lại nói cũng không biết cái gì. Đến khi 5 tuổi mới biết nói, 6 tuổi mới biết đi. Cứ ngồi trên ghế thấy cả ngày. Nhưng khi để cho ông bà nhà, bà già ở nhà thì mình cứ đi làm thế thôi. Với lại đi khám đi gì ở đâu cũng không biết. Mới khi ốm đau thì cái trạm xá công an ấy ở gần. Thì cứ đi đấy họ bảo bị xương yếu, xương mềm ấy. Người ta kê thuốc bổ cho. Cụ bà Lò Thị Tươi, 104 tuổi, ở bản Chi Luông 2, phường Na Lay là một trong số những người cao tuổi bị khuyết tật đặc biệt nặng, nhiều năm qua vẫn luôn nhận được sự hỗ trợ của nhà nước, các chế độ ưu đãi dành cho người khuyết tật. Được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nơi cư trú, được khám bệnh, chữa bệnh và sử dụng các dịch vụ y tế phù hợp, được hưởng chính sách bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Là người chăm sóc cụ nên vợ chồng anh Lò Văn Trương luôn chia sẻ, cảm thông, động viên cụ và xác định gia đình luôn phải là chỗ dựa tinh thần vững chắc, giúp cụ vượt qua được những rào cản về tâm lý để sống vui, sống khỏe với con cháu. Hàng tháng, tháng nào cũng vậy, bà vẫn nhận đầy đủ tiền hỗ trợ của nhà nước đã trợ cấp cho bà. Để cho tôi mua thuốc hoạt huyết dưỡng não, mua thuốc trợ tim cho bà, cho nên là tôi rất cảm ơn. Thị xã họ qua người cao tuổi thôi, hội người cao tuổi ấy, họ đến, họ cũng có đến thăm. Rất nhiều bà con đến thăm ấy, vì bà là người cao tuổi nhất trong bản rồi. Người thời Pháp mà, người thời Pháp thuộc mà, cho nên là ai cũng rất quan tâm. Tôi vô cùng cảm ơn.
với mục tiêu tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật, giúp trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được học tập bình đẳng trong các cơ sở giáo dục, thị xã chỉ đạo ngành giáo dục quan tâm, làm tốt việc vận động, huy động tối đa trẻ khuyết tật trong độ tuổi đi học, tham gia lớp học hòa nhập. Đến nay, toàn thị xã có 17 trường học trẻ khuyết tật đang theo học tại các cấp học từ mầm non đến trung học cơ sở trên địa bàn. Trong quá trình tham gia học tập, nhà trường đã tạo điều kiện giúp đỡ các em không bị phân biệt, kỳ thị, tạo cơ hội, động viên các em tham gia vào hoạt động vui chơi, học tập, tạo điều kiện về vật chất và tinh thần để giúp các em có điều kiện phát triển, hòa nhập tốt với xã hội. Do cái khả năng là cái tay của em vận động yếu, thế nên là cái việc viết của em cũng rất là gặp nhiều khó khăn. Thế trong cái khó khăn đấy thì chúng tôi cũng đã, thứ nhất là giáo viên chủ nhiệm kết hợp với giáo viên bộ môn là cũng đã giúp đỡ em bằng cách là cầm tay dạy em cách viết chữ. Thế còn khả năng đọc của em thì do cái khả năng phát âm của em không rõ lời, thế cho nên đến hiện tại đến thời điểm này thì cái việc phát âm của em cũng còn gặp rất nhiều khó khăn. Thế còn những cái buổi mà tham gia về các hoạt động ngoài giờ lên lớp thì giáo viên chúng tôi cũng phân công cho một đồng chí giáo viên nam đấy, là thường xuyên là đưa em đấy, đi ra để tham gia các hoạt động cùng các bạn đấy. Và một cái đặc biệt là ở đây thì gia đình cũng rất là quan tâm đấy, và cộng tác cùng với lớp, giáo viên chủ nhiệm với nhà trường là để em đi học được rất là đều. Để triển khai thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc, trợ giúp, tạo điều kiện tốt nhất cho người khuyết tật hòa nhập vào đời sống xã hội và cộng đồng dân cư nơi sinh sống, thị xã Mường Lây đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của cộng đồng quan tâm, trợ giúp người khuyết tật, đặc biệt là triển khai thực hiện đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 gắn với việc thực hiện các chính sách bảo trợ, chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Đồng thời, làm tốt công tác xác định mức độ khuyết tật được thực hiện kịp thời đúng quy định của luật người khuyết tật, đẩy mạnh, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với người khuyết tật. Đó là những hoạt động thiết thực, kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn giúp người khuyết tật vượt qua mặc cảm để vươn lên trong cuộc sống. Phòng cũng đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm, thực hiện các cái bước về kiểm tra rà soát các cái đối tượng người khuyết tật trên địa bàn, sau đó rồi thì thẩm định các cái hồ sơ của các cái xã phường gửi lên và thực hiện việc chi trả các cái chế độ chính sách theo đúng đối tượng cho người khuyết tật được thực hiện đầy đủ kịp thời và đảm bảo đúng theo cái chính sách mà người khuyết tật được thụ hưởng. Phòng cũng tham mưu cho ủy ban là thực hiện cái việc thăm hỏi tặng quà thường xuyên các cái đối tượng người khuyết tật, đặc biệt là những người khuyết tật đặc biệt nặng thì trong những ngày lễ, ngày Tết để thực hiện làm sao thực hiện theo cái tốt cái chỉ thị số 39 của Ban Bí thư về cái tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người khuyết tật. Không những là hỗ trợ định hướng về công ăn việc làm và giải quyết việc làm và thực hiện các cái chế độ làm sao để cho người khuyết tật hòa nhập tốt hơn với cộng đồng và có cái điều kiện tốt hơn trong cái cuộc sống. Từ những kết quả đạt được trong công tác chăm lo đối tượng người khuyết tật, thị xã Mường Lây xác định thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo người khuyết tật trên địa bàn bằng nhiều chương trình, huy động sự chung tay của nhiều tổ chức, cá nhân cùng tham gia công tác trợ giúp người khuyết tật được chăm sóc nâng cao sức khỏe, thể lực, tinh thần, chăm sóc đời sống xã hội, y tế, dạy nghề và đào tạo việc làm cho người khuyết tật để cổ vũ, động viên người khuyết tật trên địa bàn vơi bớt khó khăn, tự tin, mạnh dạn, tham gia bình đẳng và hoạt động xã hội, sống có ích, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Nội dung vừa rồi đã khép lại trong truyền hình cơ sở của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.